Hello, xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Quay trở lại với kênh Đường Phố Sài Gòn. Hiện tại chúng ta đang ngồi ở một cái vỉa hè, cô chú anh chị. Đường Nguyễn Hoàng, quận 2 cũ, đây là thành phố Thủ Đức. Đường Nguyễn Hoàng nằm ở phường An Phú nha cô chú anh chị. Gió khá là lớn ha, trời chuyển mưa nhưng mà nó không mưa. Gió rất là lớn. Và đây là một quán bún riêu vỉa hè cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ quay lại một cái buổi ăn trưa ha. Hôm nay em đi ăn bún riêu, quán bún riêu vỉa hè bình dân thôi cô chú anh chị, một tô khoảng 35.000 thôi. Quán này thì dân văn phòng ăn rất là nhiều, buổi trưa đi làm rồi nghỉ trưa ra đây là một tô bún riêu, cua, ốc, giò, huyết, đậu hũ, đầy đủ ha cô chú anh chị. Giá dao động thì từ 35.000, chúng ta ăn thêm thì chúng ta gọi thêm rồi tính tiền thêm thôi. Đặc biệt hôm nay em đi ăn trời gió lớn quá, gió thổi cái máy bạc nó bay tung tăng luôn. Nhưng mà cái anh chủ quán này anh cũng dằn khá là kỹ, ngồi ăn cũng may là không sao ha. Bây giờ em sẽ review cho mọi người xem một tô bún riêu vỉa hè như thế nào ha. Đó, đặc biệt quá ngon. Một tô bún riêu có đầy đủ giò, cua, huyết, chả cây và đậu hũ của chú chị. Đó, đây là một tô bún riêu ha, khá là ngon. Vỉa hè mà có tô bún riêu vậy là ăn cũng ngon rồi. Giá cũng không quá mắc ha cô chú chị ha. Tầm 35-40 ngàn. Đó, ăn thích thêm cái món gì thì chúng ta kêu thêm. Thì một người giỏi lắm là khoảng 50 ngàn là ăn no đầy bụng luôn cô chú chị. Đặc biệt là quán vỉa hè nên giá cũng không quá cao. Đó, đây là dân văn phòng ăn khá là nhiều nha cô chú chị. Nếu mà mọi người có dịp đi ngang đường Nguyễn Hoàng ở phường An Phú, quận 2 cũ, đây là thành phố Thủ Đức, thì ghé qua quán này ăn. Quán này bán vào buổi trưa nha cô chú chị, buổi trưa bán khá là đông khách, rất là dễ tìm. Để em chỉ cho mọi người cái cách đi nha. Cứ đi ở ngoài Sa Lộ Hà Nội, quẹo vô đường Nguyễn Hoàng, bên hông siêu thị Mega Market, hồi xưa nó là Metro quận 2 á cô chú chị, bây giờ là siêu thị Mega Market, thì thẳng vô qua một hai cái ngã ba, nhìn bên tay phải quán này bán ngay cái chân của một cái căn chung cư. Căn chung cư ở đây cũng tương đối là lâu năm rồi và khá là cũ ha. Và ở dưới thì có những người người ta bán bún riêu, kế bên thì có bán bún mắm nữa, rồi mấy cái quán cà phê cốc vỉa hè. Đó, hôm nay quay cái cảnh ăn uống riêu vỉa hè cho cô chú chị xem ha. Nếu ai lâu rồi chưa ăn đồ vỉa hè thì coi cũng như là ôn lại kỷ niệm. Rồi có dịp mình về Việt Nam hoặc là mình đang ở Việt Nam thì mình sưu tầm những cái quán vỉa hè ngon mình ăn ha. Nhiều khi những cái quán vỉa hè này nó khá là ngon mà giá cũng không có mắc, giá cũng rất là rẻ. Quan trọng là mình tìm, mình chọn những cái quán nào nó vệ sinh một chút xíu là được rồi. Mình ăn xong rồi mình coi đó là một cái bộ sưu tập của mình, coi như là quán ruột á, bộ sưu tập đó. Sau này mình thèm cái món gì là mình nhớ đến cái quán đó thì mình đến mình ăn. Em nói thiệt chứ những cái quán vỉa hè như thế này ăn nó còn ngon hơn những cái quán mà cao cấp nha cô chú chị. Ví dụ cái tô này 35-40 ngàn thôi mà vô mấy cái quán xịn xịn một chút nó bán 60-70 ngàn một tô, mà nói thiệt chứ ăn nhiều khi không ngon bằng cái quán ở ngoài vỉa hè. Quan trọng của quán vỉa hè đó là vệ sinh thôi. Chúng ta tìm những cái quán nào mà người bán người ta chú trọng đến vấn đề chất lượng và vệ sinh một chút xíu thì nó rất là tuyệt vời rồi. Đương nhiên vỉa hè thì nó cũng không tránh khỏi cái cảm giác là chúng ta cũng ngại vấn đề vệ sinh. Nhưng mà theo em, chúng ta chọn những cái quán làm ăn đàng hoàng, chủ quán đàng hoàng là chúng ta tin tưởng được và chúng ta ăn để chúng ta có được một cái quán ruột của mình. Đây cô chú chị, đây là đường Nguyễn Hoàng ha. Bên kia thì nó có những cái dự án của bất động sản á, An Phú New City rồi đó, thì chưa có xây dựng xong. Gió rất là lớn ha, trời kiểu nó muốn chuyển mưa đó mà nó không có mưa nổi, nó gió rất là lớn. Đây là khung cảnh xung quanh ha, bán cà phê rồi bán trà đá rồi bán đá me rồi bán bún mắm. Kế bên có một quán bún mắm nữa, để hôm nào em đi ăn bún mắm thì em sẽ review lại cho mọi người xem. Quán bún mắm kế bên ăn cũng rất là ngon, giá cũng không quá cao đâu, quán vỉa hè mà giá rất là tuyệt vời.
Đó, mời cô chú anh chị ăn cùng với em nha. Và đây là một tô huyết với đậu hũ, là mình chưa thêm cô chú anh chị. Ví dụ mình thấy cái nào ngon á, mình muốn chưa thêm thì mình chưa thêm mình ăn. Đó, rất là nóng luôn. Huyết đậu hũ chấm với lại mắm tôm, rồi bỏ miếng chanh, rồi bỏ miếng mắm me, bỏ miếng ớt xay vô. Trời, bún riêu quá tuyệt vời. Ăn vậy là ngon rồi. Mà giá nó cũng không quá cao đâu cô chú anh chị. Một người 50 ngàn là ăn thoải mái luôn. Trong khi vô tiệm mắc tiền thì giá nó sẽ cao hơn, có thể là gấp 2, gấp 3 lần như thế này. Đây là chén mắm tôm nè cô chú anh chị, rất là ngon ha. Đó, em mời cô chú anh chị cùng ăn với em cho vui ha. Hôm nay là một clip chúng ta đi ăn vỉa hè, món bún riêu cua ốc. Đó, có huyết có giò luôn, quá là tuyệt vời. Đó, chấm một miếng ha. Nếu mà chúng ta ngại về cái vấn đề mà cao huyết áp hay gì đó thì chúng ta hạn chế ăn mặn một chút xíu. Đó là những lời gửi gắm của em. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video clip này. Đây là vỉa hè đường Nguyễn Hoàng cô chú anh chị. Đừng quên bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn ha. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Chúng ta đang có mặt ở chân một cái chung cư, gió rất là lớn. Tại vì chúng ta đang ở dưới nên gió nó lùa từ trên xuống khá là lớn ha cô chú chị ha. Nếu có điều kiện thì mọi người ghé đây ăn thử cho biết cảm giác ngồi vỉa hè ăn uống nó như thế nào ha cô chú chị ha. Khá là vui. Rồi, em xin kết thúc video clip và xin chúc mọi người nhiều bình an, thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo về ẩm thực, thể thao, cuộc sống cũng như là vui chơi giải trí tại Sài Gòn. Xin trân trọng kính chào.